thôi. Sáng may là anh Bốn là chạy được đấy, chứ anh Bốn mà bị bắt ở lại á, có khìa toang với bà Dê luôn. Hả? Đi đi, vay cái vàng mà bà Dê dám bắt anh, đuổi bắt anh. Thì đúng rồi còn gì nữa, không phải vì vài cây vàng đâu, mà là bà ấy còn muốn nhiều tiền hơn nữa. Bà ấy để cho trai trẻ, trai đẹp, mà cũng là tại anh đấy, dụ dỗ bà ấy lắm vào, giờ bà ấy u mê, u muội rồi. Hả? Bé thôi. Ui dồi, bé Sáu đâu rồi? Ai biết nữa, bé Sáu sáng lừa bà đấy mà bà đấy cũng tin. Thế á, bé Sáu đâu rồi? Đấy, bé Sáu đâu rồi? Anh đâu biết. Làm sao mà anh lại không biết được? Đi thôi, đi tìm bé Sáu đi, nhanh lên rồi còn kể bé Sáu. Tránh bà Dê chứ không nguy hiểm lắm. Em không hỏi anh à? Thế bé Sáu đâu rồi? Anh không biết. Anh không biết mà anh còn bắt em hỏi à? Anh bọn em không hỏi anh. Ôi trời, anh vớ va vớ vẩn lắm cơ. Ít xíu xem nào. Ôi trời ơi, anh ơi, anh thấy bà Dê kìa. Oh my god, bà Dê kìa. Ô, bé Sáu đi đây từ nào ấy? What the hell? Anh ơi, anh nấp vào đây đi, mấy anh lên nấp vào đây. Xem bà đây tính làm gì bé Sáu đây? Bắt đầu con lợn. Bắt đầu con lợn. Oh my god. What? What the hell? Oh my god, cam sa minh ta. Oh my god. Anh ơi, nấp lại đây nè anh ơi. Nấp lại đây nè. Mộ cái gì mà mộ, ta hỏi mày. Tại sao mày lại thân đồng với chúng nó để hãm hại tao, tiền tao đâu? Cái gì? Còn cái gì giả vờ ngây thở đây nè. Tiền đâu? Tiền đi. Mày lấy thông đồng với chúng nó lừa tiền của tao rồi mày còn hỏi tiền gì á? Ủa sao bà Dê biết? Sao bà Dê biết được nhỉ? Con ta nè. Em biết gì đâu? Đánh bé Sáu. Ý bà Dê hóa điên rồi. Bà Dê cơ này á, vì đồng tiền cho dai mà bà Dê đánh cả Sáu rồi. Mình quay lại mình giả vờ chia tay với bà Dê đi. À mình giờ làm trai đẹp chia tay với bà Dê hả? Chia tay với bà Dê xong rồi trả lại hết tiền bà Dê. Trả hết không? Chia tay thôi xong rồi giả làm gì? Không đánh. Vì sáng hôm nay không có bạn mày. Ờ tháng nay em đi học mà em biết gì đâu. Học hành gì? Nghỉ hè học hành cái gì mà học hành? Lừa đảo. À mày có dám đánh tao đấy? Anh đánh anh, để đánh lại ai? Bây giờ tao không có tiền cho anh đẹp dài là anh sẽ bỏ tao. Vì thế mày đưa tiền đây. Ê anh ơi đúng rồi, hay là anh gặp bà Dê một lần nữa xong bắt đầu là anh hỏi bà Dê còn tiền không. Bà Dê mà không có tiền á anh bỏ bà Dê luôn lúc đấy nhé, mà không còn gặp mặt nữa. Hả anh thổi kem này. Cái gì? Ôi nhưng mà đã thế thì bà Dê lại điên lại hơn thì sao? Không kệ bà Dê chứ, bà Dê điên thì mình trốn. Bây giờ mình may mắc vừa thôi, anh thấy anh vẫn còn nhân tính mà. Ui anh mà còn nhân tính thì em lại anh hả? Nghe anh thổi kem này. Anh thổi nghe như đánh rắm ý. Ui đánh rắm. Ui bà Dê cứ đánh bé Sáu thôi. Cầm tiền cho chị đâu. Ui đánh. Ui toang rồi. Để xem nào. Mày còn chối à? Bé phát điên rồi. Tao không có biết. Anh trai đẹp mà bỏ tao rồi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Mày phải tìm anh trai mới cho tao. Đẹp rồi đâu. Không biết đâu. Em không biết đâu, tự nhiên chị đến chị thổ nó cái gì. Không biết chứ sao nó bảo mày đấy. Có gì em có lấy đâu thì em đã mất phục rồi. Mày lấy cơ mà. Em có lấy đâu mà anh đứng đầu là. Tao không biết. Là tiền cho tao. Ôi, bà Dê giờ bà ấy hóa trẻ trâu ra rồi. Bà đấy nặng nặc bà ấy đòi rồi. Oh my god. Ui bà ấy đánh Sáu kinh khủng lắm anh ơi. Anh ơi, anh ra anh cản bà ấy đi này. Ôi dồi ôi. Hả? Anh nghĩ là Sáu đang giả vờ thôi. Bình thường Sáu vậy mẹ. Không phải Sáu giả vờ đâu nhá, không có anh ở đấy nhá, là Sáu đường là Sáu sẽ ra Sáu đánh. Nhưng mà không, bây giờ Sáu nó bị đánh ngã xuống vậy anh thấy anh cứu chứ. Nhưng mà anh thấy bình thường Sáu mạnh mà. Nhưng mà hôm nay yếu. Bà Dê làm bay, bà Dê mà Sáu không đánh được thì làm sao mà ra san. Ui giời ơi, chắc là Sáu hôm nay yếu, Sáu hôm nay ốm rồi, anh đang cứu bé Sáu đi. Anh nhớ lòng nào để bé Sáu bị đánh nha. Bà ấy mà đánh nhát này là bé Sáu tái. Bé Sáu lật kéo sao? Đâu vậy thì xem có bị lật kéo nhá. Trộm ăn cắp nhà người ta, phá xe ta đang ăn trộm thì bị người ta cướp. Bây giờ nhé, không có cái chỗ này nào mà để ăn trộm ăn cắp nữa rồi. Vì thế mày phải đưa tiền đấy.
đi ăn trộm xong rồi bị bắt cái này đổi đêu cho người ta. Có cần tiền đâu. Có đâu không? Quý tắt bắn tay phải đây này. Quý tắt bắn tay phải đây này. Còn gì có tiền. Đánh từ nãy giờ vẫn chưa đưa hả? Để xem có lần kéo không anh nhá, xem cái vụ này ai thắng. Ui dồi ôi, anh ơi đừng có thổi kèn, nghe hết bây giờ, mình đi vào đây, mình đứng đi, thổi kèn luôn này. Anh ơi núp cẩn thận vào. Ta bảo là chỉ khúc này cầm tiền thôi, thì tao tin con mụ cha ra. Đi khùng à. Ai khùng? Mày khùng ấy, mày cầm tiền tao, mày bảo tao khùng. Thì cha ra bao hóa thích khỏe, mồm thì tao cứ đi la la những cái khác của chị cũng tin. Nhưng mà bây giờ tao còn ai nó để tin nữa đâu. Phải tin lời mình chứ. Đúng không em? Không, phải tin lời chị chứ. Vậy chị không thì đấy. Thế thì em không cứu em kêu gái gì? Tiền ở chỗ con mụ cha lá. Tiền ở chỗ con mụ cha lá. Nhưng mà sáng tao gặp nó rồi, nó không có tiền. Nhiều ấy, chị giấu ở đâu vậy? Không, ơ kìa. Nó bảo tiền mày cầm. Ơ kìa, sao lại đổi tiền cho mình? Mày giấu rồi. Ở trong túi này, trong túi. Mày giấu rồi đúng không? Giấu. Ôi trời, bốc đồ túi nó rồi. Anh ơi, anh ra cứu đi. Ra cứu đi. Ra, bà ấy mà đánh sáu như thế này, bà ấy đánh sáu dầm bập tôi tả ra thì lại chết ra ta đi ạ. Đúng rồi, cố lên. Cố lên anh ơi. Hả mày? Mày từ đâu đến? Quý tắc nói liền bắn tay phải. Mày bắt nạt này, bà dê nhá. Sáng bà đi ăn trộm các em tao còn chưa nói bà đâu. Mày đứng tư thế gì đấy? Ôi dồi ơi, anh bảy anh làm cái trò gì đấy, anh không ra anh cứu bé Sáu đi à? Hả? Rồi em chịu anh rồi. Này. Tao đi luôn lên đây cho đỡ ướt. Này, bà dê. Này, đứng dậy cãi em, tôi bảo nè, bà còn tính bỏ đi nữa hả? Bà đấy, tại sao bà lại đánh sáu hả? Tao không có đánh. Nó... Tôi nhìn thấy hết rồi, bà đánh sáu. Không có đánh. Nó đánh đúng không sáu? Có đánh. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, đánh giá mà là mày đang cầm... Đây. Ôi, đây, thấy, thấy, thấy chưa? Thấy chưa, đánh rõ ràng, đánh như thế mà tao còn... Tao đánh chỉ có tay chắc còn tay phải, không có quy tắc bằng tay trái. Đầm mà. Hả? Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, bà đánh sáu như thế. Oh my god. Anh bốn, xử bà dê đi. Sống 70 năm rồi, bây giờ mới gặp cái trường hợp ăn đúc như vậy. Bà mà oan đó. Rất là chính xác. Oh my god. Bà chẳng có cái gì gọi là oan hết cả nhá. Nó bàn tay này chưa biết đánh ai bây giờ mà nó bảo mình đánh nó. Bà điêu vừa thôi. Thì nó còn chó, mày đừng có mặc cãi. Bình thường, thương bà quá. Thế thì để con dạy cho bà cách đánh nhá. Không, tao cũng đánh được. Tao cũng đánh được. Đấy, mày mới đánh được mà kêu. Nhưng mà tao muốn tự đánh chứ không phải để mày dạy. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Không biết đánh bây giờ. Quan trọng bây giờ tiền đâu. Này, bà hóa dở, bà lấy tiền làm gì nữa? Đưa anh đẹp dài. Ôi giời đất ơi là giời đất ơi. Mẹ con đi nhá, trên đường con gặp hai anh đẹp trai ở đoạn trên đường. Đấy anh ấy đến gặp tao để lấy tiền đấy. Hình như anh ấy có cầm quà chúng đi tặng ai đấy. Em tưởng là anh đẹp trai phải trả tiền chị chứ. Nhưng mà kiểu gì cũng thêm vốn đầu tư. Chị nhưng biết mà. Chị phải tống thêm à? Ừ. Bà nhưng mà hai anh đấy nhá cầm bó hoa đẹp quá. Hình như là tặng bà nữa đấy. Ở đâu đấy? Đoạn đường nếp này. Đi bên phải ra tay trái hay bên tay trái bên tay phải? Đây nha, đây. Em bảo em ra. Lại quanh ra một vòng nữa. Không phải. Đây, em đoán vừa thôi, kệ đi. Em đúng rồi, ra về đi thẳng kia xong rồi thấy một cái đường đi tít vào trong, xong rồi thấy cây mít xong rồi quanh sang phải. Có cây mít á? Có cây mít, xong rồi thấy cây không thấy cây mít nữa thì thấy cây chanh quanh sang phải. Có cây chanh nữa? Vâng, có cây chanh. Không đi lên một đoạn nữa thì thấy cây cột điện lại quanh sang trái xong rồi sang phải sang trái chắc phải đang đấy thế này. Mày là sao? Đây này mình bình tĩnh. Cái đấy là Sáu nói bừa, Sáu định chôn bà thôi. Mày chôn bà nữa hả? Con biết, nãy chính xác trai ở bên phải. Thấy luôn, hai anh đẹp trai. Ở đâu? Đứng trong người ngơ ngác. Ôi, chị đừng có gọi tao không? Nhiều quá, nhớ em quá. À, nhớ em quá, nhớ tao quá đấy, mày biết chưa? Chứ không phải nhớ chúng mày đâu. Hai anh đấy còn nói thầm với nhau là nhớ em Đinh Thị Dê quá. Sai rồi, bà mẹ hai anh ấy nhớ chị đấy. Không phải nhớ bà Dê đâu, bà Dê bà ấy giả. Này nhớ ai? Nhớ em chưa nhớ ai? Nhớ chị được chưa? Nhưng mà tiền đâu, sáng mày bảo con này nó lấy tiền tao không? Ừ đúng rồi. Đừng, anh
anh đấy có cầm đốt vàng cho bà hay sao ấy. Hình như có cầm cả tiền lãi nữa cơ. Quan trọng nè. Từ từ đã, bình tĩnh. Hay là giờ nhá, bà đi gặp anh đẹp trai trước đi đã. Đi gặp xem là có xin lời được đồng nào không, xong rồi về tìm sau nhá. Hợp lý đấy, bởi vì là... Nhưng mà bây giờ mà không có tiền, tao lại phải đi tìm chúng mày đấy. Thì không có tiền thì đi tìm sau. À, bà hiểu chưa? Được chưa? Không có tiền thì đi tìm sau. Còn bà máy nhớ, nhớ nhá. Nhớ nhá. Đúng rồi, nhớ mà. Vâng. Vâng. Ok. Ok, ok. Nè. Anh thông minh không? Thông minh cái quần què. Anh đuổi ra đây đi, bây giờ mình phải vào lấy mặt nạ đó. Ừ nhé, bây giờ nhá, mình phải lấy mặt nạ. Bây giờ nhá. Em báo. Cái gì mà em chả biết gì cả. Tự nhiên đấy bị đánh. Thì là em... Đổ lỗi cho em đúng không? Không, lấy đâu ra chị đổ lỗi. Chị không đổ lỗi cho em. Anh bốn bảo là em cầm hết tiền đi chơi rồi. Đúng chưa? Đúng rồi. Em cầm tiền đúng không? Tiền hôm qua em cầm đúng không? Đúng. Hôm qua là tiền lấy được em cầm đúng không? Đúng. Thôi chị không nói nhiều nữa. Em đem về lấy sao ấy? Em về em cất rồi. Em về cất rồi á? Thấy chưa, bà ấy đánh em là đúng rồi, còn gì nữa? Em vẫn còn cãi, em vẫn còn oan ức à? Anh cũng cầm một giây mà. Thôi đi về, tốt nhất đi về lấy mặt nạ rồi ra gì bà đấy, chứ bà ấy không gặp được trai đẹp, bà phát ngộ lên đấy. Anh bảy có đi về không? Nhanh lên. Ủa thế phải làm mấy lại cho bà đây à? Không giả, mình chỉ giờ vờ ra rồi bỏ ngay chia tay thôi. Tí nữa nói sau đi. Đi về, nhanh lên.